Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 16 tháng 3 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Khu vực Nam Trung Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.